nha. À, mệt đây các bạn ơi. Mang lồng đi để đánh sóc mà chuột chui vào bị luôn cả hai con này. Thêm con các bạn nhé, mệt mà lên thế này chán luôn, tưởng là sóc chứ đây con này. Đây, đây, đeo mẹ này bực điên cả người. Đây lại đường con ở đây các bạn này. Tức thế, bẫy sóc còn được chuột này. Đấy, chuột mà có vẻ hung lắm, cắn người chết đấy. Tiếc quá các bạn ơi, mình đặt bẫy ở đây các bạn nhé. Đây này, chuối trong này đấy, đây là cái bẫy mình đặt ở đây, giấu con hoãng đây các bạn này. Đây này đấy, bên cạnh cục đất này đạp thụt này. Ui mẹ tiếc thế, tí nữa mà xịn được. Đây này các bạn xem này, đấy thấy chưa, một phát là đạp vào đây, một phát là đạp vào đây. Thụt sâu như này, nóm dịch vào đây thì ăn đủ. Và hôm nay là kết quả là khá to. Tiếc quá các bạn ạ. Mấy cái bẫy mà suýt đạp phải, mình đánh ở đường này thì chết rồi. Bẫy ngoài xem các bạn ạ. Úi giời, tuyệt vời quá các bạn ơi. Đây rồi. Có kết quả rồi nhá. Đẹp lắm, đây rồi. Úi giời, bao nhiêu năm đợi than chờ. Giây phút hạnh phúc bây giờ là đây. À, chào em, đã về với đội của anh. Hay chưa? Thế nào? Đấy. Đấy. Ủa, hùng lên. Được rồi các bạn ạ, tuyệt vời. Thế võ công kết quả mình đi bao nhiêu ngày các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Nào. Đâu rồi em ơi? Đây nào, đây nào. Hơi nhỏ các bạn ạ, nhưng cũng tuyệt vời. Nó cũng là kết quả của mình bấy nhiêu lâu nay. À, được đấy. Thơm phức. Tuyệt vời các bạn ạ. Đỉnh cao đấy. Mong đợi em từ lâu rồi. À, lên đi. Ui, ghê thế. Xích bị cắn các bạn ạ. Đây, 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 đây. Đây nhá. Kêu đi. Đấy. Kêu đi. Kêu nào. Các bạn ơi, nay mình trong ba lô, mình mang cái ba lô đây các bạn nhé. Ba lô, trong ba lô mình có cái bao tải đây. Đấy. Ngày nào cũng phải mang bao tải, hôm nay có kết quả để đựng đây. Sẽ cho vào bao tải này các bạn ạ. Đây nhá các bạn nhá. Đấy, cho vào đây. Đúng rồi. Cày thì được đây rồi. Lấy cái mình mang ba lô đây các bạn nhá. Đây mình đi mình hay đeo theo cái ba lô. Trong ba lô mình chuẩn bị cái tải đây. Được thì mình đựng vào đây các bạn ạ. Đấy. Cho vào đây nhá. Được chưa? Cho vào đây. Bởi lấy chất canh ăn đã. Không vào thì nhỉ.
Rồi. Ok. Ui. Giật mình các bạn. Vào được trong bao tải thì mình giật mình. Cứ tưởng nó cắn được. Đây nhá. Đấy, khỉ khỉ trong này đấy. Đây. Ok. Đó. Khoác ba lô về nước. Hôm nay tôi với bác Thanh đi thăm bẫy được con cầy đó các bạn ạ. Thì về thì làm thêm cây chuối về cho cá các bạn nhé. Tranh thủ vậy. Đây sách nách mang. Cầy đây cũng phải làm thêm cây chuối về cho cá các bạn ạ. Nặng lắm. Về để chế biến đây này. Đấy. Hôm nay bác Thanh định làm những món gì đấy bác ơi? Khả năng là cũng riêng cái tiết là phải làm một tí bát tiết để ăn đã. À đấy. Còn cắt một tí tiết vào để pha rượu uống các bạn nhé. Đấy tuyệt vời đấy các bạn ạ. Sẽ luộc lên mình chấm ăn. Tôi thì cũng ở vùng cao nhưng mà từ bé đến giờ chưa bao giờ được ăn tiết canh cầy. Rồi các bạn đón xem anh em chúng tôi chế biến món ăn nhé. Hôm nọ cái tập video trước bác Thanh đi đặt bẫy, nhiều bạn khán giả là khen bác Thanh có cái quần mát đằng trước ấy. Bác Thanh à? Mấy hôm nọ các bạn xem video bảo khen bác Thanh có quả quần không có cửa sổ. Cả nhà còn có mỗi cái quần. Đây đằng sau đây còn có hai cửa. Đấy quá các bạn ạ. Làm mấy quả nho rừng đã. Đây này. Nhiều lắm. Rồi, được. Nói chung là anh em chúng tôi không biết nó là quả gì. Cái cây này ăn được các bạn nhá. Đây này, ăn được cả lá đây này. Mỗi địa phương một cái khác. Ăn được cả lá mà này. Tua tua. Quả đây các bạn ơi. Rồi. Ăn ngon cực kỳ nhá. Mệt đấy nhưng mà phải dừng lại để ăn giải nhiệt đã. Cho em thử phát xem nào. Ngon mà. Có ra gì không? Ui cái này mà ui xem. Này mà lấy về nhiều mà ngâm rượu nó ngon đấy nhỉ? Được không? Hái về nhiều ngâm rượu đấy. Ăn mát đi mà. Ừ. Ui nhiều thế, bên kia nhiều các bạn. Đây này. Ừ. Chùm này nó chai này. Đấy đúng rồi, anh lấy chùm này. Chùm này. Đấy. Được chưa? Quá ngon luôn. Ui. Con xanh thì nó như cái này bác các bạn ơi. Như kiểu hoa nó đây này. Ừ. Đấy. Là nó chín nó to lên như thế mà. Nó đẹp nhỉ, có nhuận nó chín nhưng mà quả nó to nhỉ. Và oánh. À luôn. Thôi, anh em mình về đi. Mình tối mất. Thôi anh em về chế biến nhá, con cầy để ăn các bạn nhé. Nghỉ mệt tí nhưng mà. Bao nhiêu cho nó đủ. Bỏ cái mũ đây nào. Hái cho trẻ về nữa chứ nào. Hái bọn trẻ con các bạn. Bạn. Thế đấy các bạn ạ, đi ăn còn nhớ đến con ở trên nhà. Đấy. Thôi cho nó để nó ăn. Nhiều thế. Nhiều. Nhiều các bạn. Nhiều đấy. Này nó cũng dễ dụng mà nhỉ. Ngoài này có cái con. Cẩn thận đấy bác ơi, con dao của bác ấy kìa. Kéo kéo anh lên với. Nó tà lị. Ui. Ui, bác cẩn thận ngã ngửa ra đập cái hòn đá này chết đấy. Đi luôn đằng suối lên đi. Hả? Đi ra đằng suối luôn đi. Lên được không? Cái này nguy hiểm thế. Đây cũng không biết, sợ. Đây được có cái hủ. Nghĩ là chết phải miếng ăn. Thôi đi về đi bác. Ui, các bạn biết cái gì ở trong cái tất đây này. Tháo tất để cho vào đây. Được. Đồng con sóc đỏ các bạn nhá. Mang về để nuôi, còn sống bên trong này. Đấy này. Đấy. Thế là không có cái gì đựng. Có mỗi cái khỏe nhỉ, đúng sóc đỏ khỏe thôi. Bao cái thì đựng con cầy cái rồi. Thế là phải gỡ cái tót cho vào. Đây được một con nhưng mà đây được một con phải bẫy chết rồi. Phải bẫy chết để lâu quá không ăn các bạn nhé. Đây.
còn trong này nữa đây, vứt cho cá thôi các bạn ơi. Ba con, bốn con đấy, thú rừng nhưng mà không ăn. Trên kia anh thả vào để đánh cầy hôi kia, anh thả vào 6 con rồi. À cũng như này hôm nay được khá khá các bạn, nhưng mà không không ăn để lâu quá rồi, sáng nay bận việc không 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 thui rơm. Thui rơm cho thơm mà các bạn. Đấy, đây rồi. Ươm lưng người các bạn kìa. Đấy. Rồi, thui vàng về làm sạch thôi. Ok các bạn. Đây, bác Thành, bác ấy đang sơ chế để cho vào luộc các bạn nhé. Thì tí nó luộc tôi sẽ quay cho các bạn xem cái quá trình luộc với lại... Đây các bạn này, mình đã chế biến xong rồi nhé. Cho cả củ sả vào, xong vào đây. Xong bắt đầu tất cả chỗ này mình sẽ luộc các bạn. Luộc nó cho tí nữa để đánh tiết canh và mình sẽ làm gia vị để chấm thịt luộc. Bởi vì là mình cũng không chế biến các món khác. Bắt đầu mở bát các bạn nhé. Úi giời, thơm phức, hết hôi rồi. Mùi thơm ngon các bạn. Lá chanh xả các thứ vào nhé. Lá chanh xả như này em nghĩ là được rồi anh ạ. Thấy chưa, úi giời. Con này nó cũng không được già lắm, nhưng mà lâu quá thì cho nó từ từ để nó chín nó chứ. Chả cái chút này nó băng tiết đấy nhá. Bao nhiêu năm mới được con cầy nên là chặt nó run các bạn, bắn hết ra ngoài. Bắn hết ra ngoài. Chí nước vào các bạn nhé. Nước cứng. Đánh đều tiết này. Cái này vừa 2 bát đấy nhỉ? Tính sẵn rồi. Tính sẵn rồi. Chính là bác sức đẹp ngon đấy. Đổ hết vào trong, hết trong bát này. Đấy, sao để phí thế? Hôm nay đánh 2 bát nha các bạn. Cắt cơm cho các bạn nhá. Tiết canh của con cầy hôi này nhá, ăn xem tình hình như nào. Nó hôi nhưng mà tiết của nó thơm lắm. Cầy bạc má. À, xin mời các bạn nhá, tôi sẽ làm một miếng cầy má đông hay không ăn hết. Đông đông như thạch luôn đi. Ba đều là đông.
chào bác nhầm. Hơi mặn anh ạ. Hơi mặn. Ngoan đấy. Em mới làm từ em. Ở đây xem nào. Ừ, em làm. Ngon mà. Ác ơi, ngon cái tiết cầm đông. Ngon mà. Ngon. Hơi mặn thôi, mà ngon. Không có mùi vị hôi gì cả. Ăn còn vị đâu rồi. Quá ngon luôn. Phát biểu cảm nghĩ chân mà nói thật luôn ấy, không nói đùa. Hơi mặn rồi. Ngon, nhưng mà tiết nó đông đấy. Đậm, hơi đậm, các bạn ông nó mới mặn tí rồi. Nhưng mà chuẩn đấy. Chuẩn, ngon. Tuyệt vời đấy. Nào mời các bạn nhé. Chuẩn luôn rồi. Bảo ơi, con làm gì. Quá ngon luôn. Đây, ăn vừa vừa thôi chứ. Nhớ các bạn nhé. Còn một chén rượu tiết cuối cùng để lại với nút thì được. Nguyên đi anh. Ngon. Ngon mà. Đây, bác làm thử miếng nhắm tôi luôn. Như kiểu thử miếng ngon. Mời anh em đến. Mình thử xem miếng thịt cầy xem đi nào. Chúa, ra đây. Đây các bạn ơi. Thịt cầy đây nhá. Mời các bạn cùng nhắm anh em tôi nhé. Thử luôn, phải cầm tay. Để ba người nó nha. Đấy, ngon. Ba đây này. Ui. Gà ngon lắm. Câu ấy. Này, toàn lông ở đây này mấy ông. Ăn cả lông. Cái này phải ăn cả lông đấy nhưng mà không không dám không ăn được. Ngoài mắt. Bên kia cơ mà. Lúc kia nó có mùi hơi vui nhỉ. Đây đông rồi. Bây giờ nó ngon. Đông như thạch chua. Chẳng em mùi vị gì. Tí nữa ăn thử tiết xem nào mà. Ngon nhỉ. Lâu lắm anh em không uống rượu với nhau nhỉ. Hôm nay anh em có vẻ lạnh nhạt với nhau lắm. Mùa đông mà làm rót ra để là làm chén ấy, sầu riêng đây cho nó khí thế nào. Hết cái đằng câu ấy. Khôn được mỡ rồi là. À tân. Anh tân mà ngồi ở cái câu nghĩa dạng thì bắt. Cái tập hôm nay anh em đi thăm bẫy được con cầy xin phép dừng video đây các bạn nha. Để gia đình ăn cơm. Nếu các bác anh chị em thấy hay thì xin đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình cái động lực để ra thêm nhiều video mới nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nha.